nhưng các cầu thủ Thăng Long Warriors cần nhiều hơn thế. Pedro Buckley đường truyền cho Hassan Thomas, bóng tới tay của Võ Kim Bản. Chàng Lý sẽ luân bóng rất nhiều ngoài vạch 3 điểm và chờ tới những giây cuối cùng mới tung ra cú ném. Cú ném của Dương Minh An không thành công. Không, bây giờ thì đã thành công rồi. May mắn đã mỉm cười.